Vâng, xin chào mừng quý vị khán giả của West Thể Thao và Việt Nam Bilac Promotion. Chúng ta đến với ngày thi đấu tiếp theo và Cupin G. Đây là trận thi đấu nằm trong nhánh thắng của mùa giải này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có những... Hiện tại thì nếu như Joseph Feller và Cupin G, ai là người có chiến thắng trận đấu này? Ngày hôm qua thì chúng ta đã có một... ngày thi đấu khá tốt của các cầu thủ Việt Nam. Và trong ngày hôm nay thì có 4 trận thi đấu của họ. Khung giờ 5 giờ có trận của Phạm Phương Nam, mới có chiến thắng 8-1 trước cầu thủ Mustava. Và cầu thủ Bùi Trường An thì đang những trận thi đấu này sẽ đánh chạm 10. Vâng, xin chào 3.000 năm trận thi đấu của trong ngày. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với trận thi đấu nhé. Giờ 19:30 tối nay sẽ do tôi bình luận và sau đó sẽ là đến session số 2. Anh em hãy cùng đồng hành với tất cả các promotion. Anh em có dự đoán như thế nào về trận thi đấu này, có thể comment ở đây cho nó xôm xôm lên một tí nào. Tỷ số là 2-0. Nhưng số comment của các bạn buồn cười quá. Mình vừa mới vào đây thôi còn chưa kịp nói câu gì. Các bạn. Vâng, ok, vẫn bấm lại đánh với số 6 lỗ giữa bên tay phải được. Cho The Killer đến từ Đức. Đang chờ bạn. Ồ, hiện tại thì như các bạn cũng đã biết, với lượng các trận thi đấu dày đặc cũng như các giải đấu sẽ được Web Thể Thao chúng tôi mang đến, và trong thời gian này chúng tôi đang có sự tuyển dụng. Nếu như các bạn nào muốn đồng hành cùng với tôi và tất cả những cái bạn bình luận viên thì hãy gửi email đăng ký. Theo lường chúng tôi sẽ HNATIVIM. Vâng, tên bạn hơi dài. Cú phá bi. Ồ, vâng, một tình huống muốn đẹp mắt một chút sẽ đánh đường tứ băng. Chào bạn Minh Hiệu. Ở Dương Quốc Hoàng sẽ đánh vào khung giờ khoảng tầm 10:30 tối nay bạn nhé. Còn chưa có đối thủ, hiện tại trận thi đấu của các lai sẽ gặp Hoàng Sao cả. Đó. Tỷ số 1-3 tạm rời rút ngắn cho Cupin G. Hoàng Sao cần một trận nữa bạn ạ. Với vòng 16. Vâng, quyết định. À, bằng cộng nhưng mà là ăn may bi số 2 nhưng mà chưa. Vâng, một tình huống quá nhiều kỳ vọng của Cupin G trong việc vào thật mỏng bi số 3 dẫn đến trượt bi. Quan trọng là cái đuôi thứ 3 khó bắt phết các bạn ạ. Bởi vì bên số 3 nó sẽ chạy đi đâu đấy, nó chạy về khu vực dưới kia. Có tin tưởng không quá lớn, nhưng mà tuy nhiên để hướng tới UK Open sắp tới thì các vận động viên trong cuộc đối đầu với Andy Ocean. Ui, một cú phá, một tình huống đánh 2-3 băng về đi, 3-3. Vâng, xấu nhất là vào 17. Ui, đầu gậy như thế này là cần đấy, cần điều các bạn ạ. Vâng, thiếu một chút nữa thôi là một cái pha bi.
biển số 7 và lỗ tít phía xa. Xem nào, cái đi đâu và 7 đi đâu. Vâng, tình huống thủ quá hay của các bạn ạ. Một tình huống thủ cực kỳ tuyệt vời. Anh em nên ghi nhớ đường bi đấy vào, hay lắm luôn đấy. Và cái chạy về khu vực dưới này, không ai đi tính cân viên bi số 7 và lỗ giữa đâu. Xem nào. Vâng, dựng thẳng tưng rồi, dựng thẳng tưng bi số 8 mất rồi các bạn ạ. Về lý thuyết vẫn chém được. Vâng, tình huống cái đi cái về quá hay của Joseph Filler và tỷ số sẽ là 4-1 dành cho. Vâng, đúng rồi các bạn ạ. Cú PG là gì? Vâng, đã ra phơi, rất khó dành đến cho cú PG. Vâng, Joseph Filler xin đã. Ui, trượt bi rồi các bạn ạ. Messi cũng loại một cầu thủ là Christian Suardie với tỷ số là 12. Xuống nhà anh ánh thua đánh trận cuối với một trong hai cầu thủ là Lyuri Teng hoặc là Mark Bistobot. Đó, Copinzi hoặc Joseph. Hay. Vâng, tất nhiên đấy là con bí thủ rồi. Và cái tình huống xòe vào mặt 4 rất quen thuộc. Trái. Không thành công. Vậy đương nhiên là phải lựa chọn một đường A băng rồi các bạn ạ. Vâng, không cần va chạm. Vẫn có thể nhìn thấy bên số 3 đẹp. Con năm này không phải ăn gian mà nạ, mà con năm này đường riêng rất to luôn đấy. Ôi, vậy nên nó bị chuỗi một chút, nó sượt vào má mỏng của viên bi mục tiêu số 8. Rồi, tỷ số sẽ là 5-2. Đặt 3 viên bi này thì không còn gì để mà chơi. Đúng rồi các bạn ạ, Việt Nam của chúng ta bây giờ chỉ còn Dương Quốc Hoàng và Nguyễn Anh Tuấn thôi. Và không ai là nằm trong. Một tình huống cài tầm nửa phê bên tay phải. Không ra được bi số 2. Vâng, và đó là một phát. Vâng, dưới tâm bi kéo một băng ra. Mềm tay. Tiếp tục là rút về để đánh bi số 4 và lỗ tít phía xa. Vậy nên nó là một con bi khó. Bằng Doraemon của chúng ta vẫn đang đặt. Vậy rồi, quá đẹp mắt của Joseph Filler các bạn ạ.
Để tôi đếm bao nhiêu băng là 1, 2, 3, 4, 5 băng các bạn. À 4 băng thôi. Một pha 4 băng KD, áp phê bên đây trái. Tỷ số là 6-2 dành cho. Vâng, không ăn được bên số 6, đó là một pha sút T cộng của Joshua Filler. Xử lý như thế nào ở viên bi mục tiêu số 4 đây? Vâng, gãi luôn, một tình huống cúp áp phê bên đây trái và gãi. Vâng, người con bi số 2 đấy cúp rất nhiều áp phê đấy các bạn ạ. Đó. Cách mà các cầu thủ top đầu họ sẽ kết thúc những cái viên bi mà nó phá hơi lệch như này như nào đây. Và cái cách họ kết thúc là giữa lỗ các bạn ạ. Tỷ số là 3-6 dành cho Kubinji. Vài người đẩy. Đẩy áp phê luôn các bạn ạ. Cao của Kubinji. Ui. Là được. Ồ như vậy anh ấy đè áp phê còng phía bên tay phải bạn ạ. Các bạn ạ. Vâng, chấp nhận là bấm nhẹ cái cho nó côn băng mà để biết số. Cái có nấp sau 8 không nào? Tình huống quá tốt của cô Benji. Ui. Vâng, tình huống may mắn của Josh. Đúng mà các bạn ơi. Tiếp tục là một cái pha bấm rất. Đúng rồi. Và lần này thì sao nào? Lần này thì bi số 6 đã. Nào. Vâng. Ui. À, đường xa như vậy nó quá mềm các bạn ạ. Cảm giác như không phải vào một chút lực nào. Con vi cái nó vẫn có cái lực nó trô về. Vâng, 7-3 dành cho Joshua Filler. Là trận thi đấu không ấy? Sẽ gạt bên số 5 và tạo tình huống rồi. Tạo tình huống ở khu vực đấy. Kê đầu và gãi bên số 5 ra. Đương nhiên sẽ là một pha bi như vậy. Và điều ra những cái đường bi nó rất là cơ bản rồi. Số 4 và lỗ tít phía gần mình bên tay trái. Thế là xong. Vâng, lại hết cái để chơi dành cho Kubinji trong ván thi đấu này rồi. Và chúng ta hãy xem lên tới điểm hưu thì cô Joshua Filler sẽ mất bao nhiêu phút cho ván thi đấu này. Hơi nhẹ lực nhưng có lẽ thế giới họ sẽ hay đánh lỗ tít. Vâng, quá ngon rồi. Tỷ số sẽ là 9-3 dành cho Joshua Filler.
của Benji sẽ phải gặp một trong hai cơ thủ thắng ở trận Liriteng và Mark Bisterbock các bạn nhé. Việt Nam hiện tại chỉ còn vâng, ván thi đấu này quá nhanh thôi. Để lấy má ngoài viên bi mục tiêu số 6 để kéo một băng ra. Viên bi mục tiêu số 8. Ui rồi một băng lên luôn, gần cuối rồi. Cố sẽ tăng tốc thêm, tung hứng thêm một chút nữa trên bản thi đấu này để cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã đồng hành cùng với anh ấy trong trận thi đấu ngày hôm nay. Vâng, tới đây thì xin được chúc mừng Joshua Filler đã là người có tiếp vòng 16 của Scottish Open năm 2023 và Cominji sẽ phải rơi